Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo bikini cho bé hình trái kiwi như thế này. Ở phần thân dưới mình có làm họa tiết tua rua gắn hạt ngọc. Ở các cái đầu dây cài cũng làm tua rua nè, gắn hạt ngọc như thế này. Bên trên thì có phối các cái màu để tạo thành họa tiết hình trái kiwi. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, kim móc mình dùng kim móc 3.0mm để móc cái phần thân áo. Ngoài ra còn có kim hai đầu, mình dùng đầu số 3, thì đầu số 3 là đầu kim nhỏ nè, nhỏ như thế này. Đầu kim này ta sẽ sử dụng để luồn tua rua nha. Ngoài ra còn có kim khâu len, kéo cắt len và các cái hạt ngọc nhỏ, thì cái hạt ngọc nhỏ này mình sử dụng có cái khoảng trống to nè, để mình có thể luồn được cái đầu kim vào. Đây, luồn vào như thế này để mình làm tua rua nha. Ngoài ra thì mình còn có một mẫu lược có nhiều gai để đánh xù lên cái phần tua rua nhé. Ở đây mình sử dụng màu trắng, các bạn tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên một dây móc xích dài 8 mũi móc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Khi được 8 mũi móc xích liên tiếp với nhau, tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Sau đó móc vào chân móc thứ 8 một mũi kép đơn. Chân móc thứ 7 cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào đây. Ta sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, cho đến khi ta được 8 mũi kép đơn vào 8 chân móc nha. Sau khi móc đến cuối hàng được 8 mũi kép đơn liên tiếp vào 8 chân móc. Ở chân móc cuối cùng ta có một mũi móc rồi, các bạn tiếp tục móc thêm cho mình 2 mũi kép đơn nữa vào đây để ta được 3 mũi kép đơn vào chân móc cuối cùng nha. 2 và 3. Khi được 3 mũi kép đơn vào cùng một chân móc cuối cùng, tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc ta vừa móc á, các bạn móc tiếp vào đây cho mình 3 mũi kép đơn nữa. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba. Như vậy là ở phần đỉnh này mình tạo ra được một cái góc nhọn như thế này nè. Đây, tiếp tục chân móc kế tiếp sẽ là cái chân móc này nè. Đây, các bạn sẽ móc cho mình vào đây một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn, ta sẽ móc ngược lại nha. Đây, khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa này vào trong mũi móc nè, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Làm tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng thì móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay màu cho phần cúp để tạo hình họa tiết kiwi nha. Ở đây mình sử dụng sợi len màu xanh. Các bạn sẽ đưa cho mình sợi len màu xanh ra phía sau mũi móc. Các bạn canh cho mình đây là mặt phải của hàng móc màu trắng mà ta vừa móc nè. Thì ta sẽ đưa kim ra phía sau cái hàng móc này. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, cái chân móc kép đơn đầu tiên này nè. Đâm kim vào đây, sau đó kéo sợi len qua chân móc. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1, 2. Sau đó cũng móc vào cái chân móc mà ta vừa móc á, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Di chuyển kim đến chân bên cạnh và móc vào đây một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Lưu ý khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa màu xanh này vào trong mũi móc nha, tương tự như cái sợi dây màu trắng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc.
Sau khi móc được các cái mũi kép đơn cho đến cái phần đỉnh của màu trắng, ta sẽ gặp cái chân móc của mũi móc xích nè. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống chính giữa này. Đây, cái khoảng trống của cái mũi móc xích, móc vào đây 3 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba. Từ đây tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Sau đó cũng tương tự móc cho mình vào cái khoảng trống ta vừa móc này 3 mũi kép đơn nữa. 1 2 và 3. Ta sẽ tạo được một cái đỉnh nhọn thứ hai cho cái vòng móc thứ hai. Thì tiếp tục cái chân móc kế tiếp sẽ là cái chân móc của cái mũi kép đơn này nè. Thì thông thường thì ta sẽ thấy rõ mũi kép đơn, nhưng ở đây cái cụm 6 mũi móc ở phía trên này nè, của cái đỉnh nhọn này, nó sẽ có cái độ dày che đi cái chân móc đầu tiên á. Thì các bạn sẽ đẩy qua cho mình cái chân móc này qua một bên, thì ta sẽ giống thẳng hàng với cái chân móc ở phía dưới. Đây là chân móc đầu tiên và móc một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục các cái chân móc kế tiếp, mỗi chân móc cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và ta sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng nha. Ở những cái chân móc cuối cùng này nè, khi móc ta gặp cái sợi len thừa màu trắng thì các bạn cũng móc cho mình dấu sợi len thừa vào trong mũi móc luôn nè. Ta sẽ móc dấu vào trong mũi móc như thế này. Ta hoàn tất được hàng móc thứ hai cho cái phần cúp nè. Ta hoàn tất được hàng móc thứ hai cho cái phần cúp của mình nè. Ở hàng móc thứ ba này mình cũng sử dụng màu xanh, nên các bạn sẽ tiến hành móc lên cho mình 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ta sẽ móc bắt đầu từ cái mặt trái của cái hàng móc phía dưới nè, móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Sau đó chân bên cạnh một mũi kép đơn. Thì hàng móc này cũng tương tự như cái hàng móc phía dưới á. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được đến cái phần đỉnh của cái hàng móc màu xanh phía dưới thì cũng móc cho mình vào cái khoảng trống móc xích này nè, móc tiếp cho mình vào đây một cụm gồm 3 mũi kép đơn. 1 2 và 3. Sau đó tiếp tục lên một mũi móc xích và cũng móc vào khoảng trống ta vừa móc 3 mũi kép đơn nữa. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba. Ta tạo được đỉnh nhọn thứ ba cho hàng móc thứ ba nè. Thì ở cái hàng móc thứ ba này, cái chân kế bên nó sẽ thấy rõ hơn nè. Đây, nó sẽ lệch qua một bên như thế này, thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân này một mũi kép đơn. Sau đó sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được xong cái vòng móc này thì các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều vòng móc nữa, tương tự như cái vòng móc mà ta vừa móc nè. Móc cho mình cho đến khi cái phần cúp này nó có cái độ to ra và cao lên vừa với cái phần ngực của bé thì các bạn ngưng nha. Đây, cũng thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như cái hàng móc mà ta vừa móc ở đây nè. Và ở mỗi đỉnh của hàng móc thì cũng đều móc cho mình 3 mũi kép đơn, móc lên một xích và tiếp tục 3 mũi kép đơn cho cái đỉnh này để tạo cái độ nhọn cho cái phần cúp nè. Ta sẽ làm tương tự và móc thêm nhiều hàng móc nữa nha. Đối với size này mình có tổng cộng là 4 hàng móc từ cái hàng móc màu trắng luôn nè. Thì lúc này cái phần cúp của mình nó đã vừa rồi. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó kéo và cắt len. Bây giờ mình sẽ sử dụng màu nâu để viền lại toàn bộ cái phần cúp này. Các bạn sẽ sử dụng cho mình sợi len có cái màu tương tự như cái vỏ của trái kiwi á. Ở đây mình sử dụng màu nâu, hơi nâu nha. Ta sẽ bắt đầu đâm kim từ đỉnh của cái hàng móc cuối cùng thẳng hàng với cái phần đỉnh của hàng móc phía dưới.
Đây, móc cái phần đỉnh có cái mũi móc xích này nè. Đâm kim vào khoảng trống này. Ở cái sợi len màu nâu các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó đưa nút vừa tạo qua cái khoảng trống mà ta vừa đâm kim. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái khoảng trống ta vừa móc á, móc tiếp cho mình một mũi móc đơn vào đây. Khi được một mũi móc đơn rồi, tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. 1 2 và cũng móc cho mình vào khoảng trống ta vừa móc, móc thêm một mũi kép đơn vào đây nữa. Ở cái hàng cúp màu xanh phía dưới, các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai chân móc kế bên. Ta sẽ bỏ qua hai chân kế bên và móc vào cái chân móc thứ ba, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Móc lên hai mũi móc xích. Tiếp tục móc vào chân móc mũi đơn này một mũi kép đơn. Bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ ba của cái hàng màu xanh, móc vào đây một mũi móc đơn. Như vậy là ta vừa tạo ra được các cái họa tiết để viền cho cái phần cúp nè. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Cũng móc vào chân móc ta vừa móc mũi đơn một mũi kép đơn. Bỏ qua hai chân kế bên và móc vào chân thứ ba một mũi kép đơn. Sau đó các bạn sẽ viền lại tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi đã viền được đến cuối hàng thì ở chân móc cuối cùng này các bạn tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Sau đó ta cũng móc vào cái chân cuối cùng này thêm một mũi móc đơn nữa. Như vậy là ta vừa tạo ra được góc vuông cho cái phần lai áo nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục viền phần lai áo. Thì ta sẽ di chuyển kim đến cái chân móc kế bên, sẽ là cái chân móc của cái hàng móc phía dưới này. Đây, các bạn sẽ móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn. Ở đây ta có cái sợi len màu xanh nè, cái sợi len thừa màu xanh này các bạn sẽ móc dấu cho mình vào trong các cái mũi móc ở cái phần lai áo nha. Dấu vào trong các cái mũi móc viền ở phần lai áo. Sau đó di chuyển kim đến cái chân móc kế bên của cái hàng móc phía dưới và móc hai mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc cho mình hai mũi móc đơn vào đây. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc các bạn đều móc cho mình hai mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi viền được đến chân móc cuối cùng thì ở chân móc cuối cùng các bạn móc cho mình vào đây một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó một mũi móc đơn nữa. Tương tự như cái góc đầu tiên mà ta móc nha. Đây, ta tạo thêm được một cái góc vuông tương tự. Từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích và cũng móc vào chân móc ta vừa móc mũi đơn, móc tiếp một mũi kép đơn để ta bắt đầu viền lại cái cạnh thứ hai. Bỏ qua hai chân móc và móc vào chân thứ ba một mũi kép đơn. Đây. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. 1 2 đâm kim vào chân móc mũi đơn và móc một mũi kép đơn. Móc vào chân móc thứ ba một mũi móc đơn. Sau đó sẽ viền tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi đã viền được đến cuối hàng thì ở chân móc cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc của mũi đơn ở cái hàng viền đầu tiên nè, móc vào đây một mũi dời. Thì như vậy là mình đã hoàn tất được phần viền cho cúp ngực nè. Từ cái chân móc mà ta kết thúc ở đây, các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích dài vừa đủ để mình có thể luồn được từ phần trước ngực ra phía sau cột vào cổ của bé nha. 2 3 4 5. Sau khi đã hoàn tất được sợi dây thì các bạn tiến hành kéo và cắt len. Ta sẽ cắt một đoạn len dài để mình chừa cái đoạn len này mình làm tua ru nha. Đây, các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len dài như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cái phần tua ru này.
Ở đây mình sử dụng 3 màu để làm tua rua nè. Khi ta gặp đôi 3 sợi len này lại thì nó sẽ có cái độ dài cho cái phần tua rua của mình nè. Các bạn sẽ sử dụng cho mình loại lược có nhiều cái gai như thế này để mình có thể đánh xù được 3 sợi len. Do sợi len của mình dày và được kết lại từ nhiều sợi nhỏ nên ta sẽ dùng lược có nhiều cái gai để mình có thể đánh xù được nha. Các bạn sẽ giữ cho mình một đầu, sau đó đánh xù được các cái sợi len này ra nè. Ta sẽ chà thật mạnh như thế này nha. Thì lúc này các cái sợi len của mình nó đã tưa ra rồi. Các bạn sẽ lấy cho mình hai sợi len nhỏ. Sau đó đặt các cái sợi len xù mà ta vừa đánh nè, lấy một đoạn len nhỏ trước. Sau đó đặt vào chính giữa của chùm len và ta sẽ tiến hành cột guốc ở chính giữa này. Các bạn cũng canh chỉnh cho mình hai đầu dây của sợi len mà ta guốc này nè, hai đầu dây này nó sẽ bằng nhau nha. Đây, đánh xù lên như thế này. Thì cái tua rua của mình nó đã xù được rồi nè. Các bạn sẽ cột guốc ở đây. Lưu ý khi cột ta sẽ cột thật chắc vào nha, để cho cái sợi tua rua của mình nó không có bị tuột khi dùng á. Sau khi đã cột được gấp đôi cái phần tua rua này rồi thì ta sẽ tiến hành luồn vào cái hạt ngọc. Ở hai cái đầu dây mà mình cột á, các bạn sẽ tiến hành xỏ cho mình vào cái khoảng trống của hạt ngọc nè. Thì cái khoảng trống của hạt ngọc nó to nên rất là dễ luồn hai sợi dây vào nhé. Ở mỗi đầu của sợi dây mà mình cài điều chỉnh nè, ta có chừa ra cái sợi len thừa dài như thế này. Các bạn sẽ sử dụng cho mình đầu kim 3.0 là cái đầu kim nhỏ á. Sau đó đâm kim vào cái chân móc xích cuối cùng của cái sợi dây và kéo cho mình một sợi dây mà ta cột ở phần tua rua qua. Từ đây cũng tiến hành cột guốc lại cho mình. Thì lúc này sợi len mà ta chừa ra ở phần dây và hai sợi len ta cột cho cái phần tua rua nó sẽ nằm ở phía trên của hạt cườm. Các bạn cũng sử dụng cho mình đầu kim nhỏ này, sau đó luồn qua cái hạt cườm. Và kéo cho mình tất cả các cái sợi len thừa này qua cái lỗ này. Đây, như vậy là lúc này các cái sợi len nó đều nằm ở phía dưới của hạt ngọc nè. Các bạn một lần nữa đánh xù để cho cái sợi dây của mình nó được hoàn chỉnh hơn nha. Các cái sợi len nó được tua ra hoàn chỉnh hơn. Ở cái sợi len còn lại mà ta chừa ra ban đầu á, các bạn sẽ tiến hành cột cho mình một đầu của phần tua rua. Thì khoảng cách giữa cái hạt ngọc với cái phần cột của mình nó sẽ cách nhau là khoảng nửa phân nha. Đây, các bạn sẽ tiến hành cột thật chắc vào. Như vậy là phần tua rua của mình nó đã ra được cái hình dạng như thế này nè. Ta sẽ dùng kéo để cắt một đoạn cho cái phần tua rua này nó được hoàn chỉnh hơn ở cái phần đuôi. Các cái sợi len nó sẽ bằng nhau hơn nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách may cái họa tiết màu đen vào chính giữa cho cái họa tiết kiwi của mình nè. Ở đây mình có chuẩn bị một sợi len màu đen và kim khâu len. Các bạn sẽ tạo cho mình một guốc ở đầu dây. Lưu ý ở mặt trước của trái kiwi nó sẽ là cái mặt phải của cái hàng móc màu trắng nha. Đây, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc ở phía sau nè. Vào các cái thân chân móc ở phía sau để giấu cái sợi len. Đây, lúc này cái nút của mình nó sẽ được giấu vào trong sợi len như thế này. Sau đó đâm kim lên phía trên vào chính giữa của các thân chân móc á. Đây, chính giữa của các thân chân móc, sau đó kéo len. Thì cái phần viền màu đen này các bạn sẽ khâu chéo nha. Ta sẽ tiến hành khâu chéo vào chính giữa của các cái thân chân móc nè. Khi được một họa tiết nằm chéo như thế này thì tiếp tục chéo lại cho mình một đường nữa.
để tạo thành chữ X nha. Đây, ta sẽ đâm kim vào chính giữa của hai thân chân móc phía dưới. Ta tạo ra được một họa tiết hình chữ X như thế này. Tiếp tục cho cái họa tiết tiếp theo cũng đâm chéo cho mình nha, cũng tạo các cái đường chéo của cái phần màu đen này nè. Và ta cũng đâm kim vào chính giữa của các thân chân móc. Ta tạo ra được các cái họa tiết hình chữ X liền với nhau như thế này. Ta sẽ tiến hành khâu tương tự cho đến hết hàng. Và lưu ý khâu cho mình ở cái hàng chính giữa của màu trắng và màu xanh này nè, khâu cho đến cuối hàng. Sau khi khâu được họa tiết màu đen vào chính giữa của cái phần cúp của mình nè, thì lúc này cái họa tiết hình trái kiwi nó sẽ ra như thế này. Móc tiếp cho mình một sợi len dài gấp đôi so với cái vòng ngực của bé, và ta sẽ luồn cái sợi len này vào chính giữa của các cái thân chân móc ở cái phần viền màu nâu này nè, và làm cho mình các cái đoạn tua rua tương tự như cái phần tua rua mà ta làm ở các cái đầu dây cài á. Tiến hành gắn những cái sợi tua rua ta vừa tạo vào lai áo, sau đó đánh xù cái đoạn tua rua này và dùng kéo cắt cho đều để cho cái phần thân áo của mình nó được hoàn mỹ hơn. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu áo bikini với họa tiết hình trái kiwi tua rua như thế này. Chúc các bạn thành công!